Xin chào mọi người, lại là Bình Minh đây. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một video mới nằm trong series hướng dẫn thiết kế cơ bản với Canva. Đó chính là các thao tác liên quan đến hình ảnh trên Canva. Trong video này chúng ta sẽ trải qua hai cái ý chính, đó chính là cách để chúng ta tìm hình ảnh trên Canva nè. Cách thứ hai là những cái thao tác mà chúng ta có thể điều khiển và chỉnh sửa với Canva. Nào, chúng ta cùng bắt đầu ha. Đầu tiên mình tạo một thiết kế demo. Thì các bạn thấy trong cái thanh bên trái này chúng ta có một cái tab gọi là photo. Như các bạn thấy thì photo nó có nghĩa là hình ảnh rồi. Thì các bạn thấy chúng ta có thể tìm kiếm những tấm ảnh mà Canva nó cung cấp như thế này. Đó, các bạn thấy rất là nhiều hình ảnh cho chúng ta. Thì trên đầu tiên thì các bạn sẽ thấy nó có một số cái như là background, flower, nature nữa ha, hoặc là một số cái chủ đề khác như pháo hoa, bãi biển. Thì đây là những cái chủ đề mà Canva nó gợi ý cho chúng ta. Ví dụ bấm vào background thì nó sẽ có rất là nhiều hình ảnh đẹp, nó phù hợp làm cho background cái hình của chúng ta. Đó, các bạn thấy nó là như thế này. Tiếp theo nó sẽ có một mục gọi là recent view, tức là cái phần mà chúng ta là những hình ảnh mà chúng ta sử dụng gần đây nhất thì nó liệt kê trên này. Và tiếp theo nó là những cái từ khóa và trending, tức là trên Canva hiện tại những hình ảnh nào mà đang là trend, đang được sử dụng nhiều thì nó sẽ liệt kê ở đây cho chúng ta. Đó, cơ bản là cái tab hình ảnh của Canva nó là như vậy thôi. Đó. Các bạn có thể tìm hình ảnh theo chủ đề tại đây. Đó, các bạn có thể tìm như thế này đó. Ngoài ra các bạn có thể tìm bằng một cái từ khóa nào đó, ví dụ như là cà chua chẳng hạn. Ok. Chúng ta tìm từ khóa cà chua thì nó sẽ show ra những hình ảnh liên quan tới cà chua. Đây chúng ta. Có một điểm lưu ý là với mà các bạn sử dụng Canva phiên bản tiếng Anh á, thì khi mà chúng ta tìm những từ khóa mà bằng tiếng Việt á thì nó không có ra đâu. Nó không có ra, nhưng mà khi mà bạn dùng phiên bản mà tiếng Việt á, bạn có thể tìm bằng tiếng Việt và tiếng Anh luôn thì nó đều hiểu cả. Cái này chắc không biết là lỗi hay là cái gì của Canva thì mình không rõ. Thôi mình tìm cà chua bằng tomato ha. Sorry, nhưng tiếng Anh của mình đọc hơi kém, thông cảm ha. Ngay từ phát ngôn âm tiếng Anh nó hơi cù bắp tí. Rồi các bạn thấy đó, tìm với từ khóa tiếng Anh thì nó ra là tomato ha. Bây giờ mình tìm lại với từ khóa cà chua ha. Thử nó có ra không, nó hiểu, nó không có hiểu nha. Các bạn lưu ý nha, với phiên bản tiếng Anh á, bạn tìm cái từ cà chua nó không có hiểu. Nhưng mà nếu mà bạn dùng tiếng Việt á thì bạn gõ cái chữ cà chua thì nó ra hiểu cái chữ cà chua. Mà khi bạn gõ tomato thì nó vẫn ra luôn, nó vẫn hiểu bằng từ tiếng Anh. Cái này chắc là cái lỗi gì đó rồi, mình không rõ ha. Nhưng mà mình tìm một từ khóa nào đó, ví dụ như là bãi biển thì mình tìm như thế này đó. Nói chung đó, mà bạn dùng tiếng Anh á thì bạn cứ dùng Google Translate, các bạn dịch từ khóa ra các bạn dùng thôi, nó không có khó ha. Ví dụ cái này là hồ bơi nè. Ví dụ các bạn muốn tìm về màu nước chẳng hạn thì mình tìm với từ khóa là water color rồi đó, thì nó sẽ hiển thị ra những cái ảnh mà kiểu là cái chủ đề là màu nước cho chúng ta. Nói chung là các bạn cứ nghĩ ra từ khóa bằng tiếng Việt, dịch qua tiếng Anh rồi tìm với phiên bản tiếng Anh. Còn với phiên bản tiếng Việt thì bạn cứ gõ tiếng Việt bạn tìm thôi, cái nào nó không có thì mình tìm tiếng Anh. Đó là cách tìm từ khóa trên hình ảnh. Và các bạn thấy ở trên này chúng ta có hình cái biểu tượng tùy biến nè. Thì cái này nó có nghĩa là gì? Color ở đây thì có thể là các bạn có thể là tìm hình ảnh theo cái tông màu nào đó. Ví dụ mình tìm thấy cái tông màu đen trong này, mình bấm apply thì nó sẽ show ra những tấm ảnh có tông màu đen là chủ đạo ha. Cái này rất là lợi cho các bạn, thì các bạn tìm từ khóa nó, ví dụ tông màu hồng đi thì các bạn tìm vào đây đó, thì nó show những tấm ảnh mà có màu hồng cho các bạn với cái từ khóa này. Đấy, nếu mà các bạn không muốn các bạn xóa. Ngoài ra thì nó có thể là thêm cái hướng cho chúng ta nữa nè. Square có nghĩa là tức là bạn tìm những tấm ảnh nó có hình vuông ha. Còn cái này nó là gì, vertical là nó hình dọc đứng xuống nha. Còn horizon này mình có thử coi, nó ngang qua, nó hình chữ nhật đấy. Đó, kiểu như vậy, tùy mục đích của chúng ta mà chúng ta tìm cái hình ảnh mà chúng ta cho nó phù hợp ha. Tất nhiên cái này là quan trọng rồi. Bản free và bản pro chứ, nếu mà còn bấm pro đây thì nó sẽ liệt kê những tấm ảnh mà chỉ thuộc vào pro thôi. Đó, còn nếu mà bạn dùng miễn phí thì có thể bấm vào đây bạn tìm miễn phí thôi. À, bấm vào tìm đây miễn phí là những dùng cho phép chúng ta dùng miễn phí mà không có tốn tiền. Đấy, đối với các bạn dùng phiên bản miễn phí Canva. Ngoài ra nó có một cái mục gọi là cut out only, tức là nó sẽ tìm những tấm ảnh mà gọi là đã được xóa nền rồi, xóa nền trắng rồi, chúng ta có thể sử dụng một cách dễ dàng ha. Đó, đây là tìm hình.
Nãy giờ là chỉ là tìm hình thôi, còn bây giờ để chèn vào thì sao? Rất là đơn giản, các bạn click vào thôi, nên thấy chèn vào trong thiết kế ha. Hoặc các bạn nắm, các bạn kéo thẻ qua nha. Đó. Ví dụ còn xóa thì sao? Chúng ta bấm vào đây ha, chúng ta bấm delete thôi, nó rất là đơn giản, kéo nắm kéo thẻ qua vẫn được nha. Đó. Đó là cách. Rồi chúng ta vừa trải qua hai thao tác, đó là tìm kiếm hình ảnh trên Canva nè, cách chèn ảnh vào trong thiết kế trên Canva. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi tới là một số cái điều chỉnh cho chúng ta. Đầu tiên á là chúng ta có cái gọi là thu nhỏ kích thước ảnh lại, thì các bạn giữ chuột trái, các bạn nắm kéo thẻ thôi, nó sẽ thay đổi kích thước lại của hình ảnh. Đó là cái thứ nhất. Rồi, đó là mình thay đổi toàn bộ tấm hình theo tỷ lệ của nó. Còn bây giờ các bạn muốn mình cắt vào chiều ngang thôi, bên ngang này mình muốn làm nhỏ lại, các bạn nắm giữ chuột kéo qua thì nó sẽ thu nhỏ lại theo cái hình ảnh cho chúng ta. Và tất nhiên là bốn hướng này thì chúng ta đều làm được, ở trên, ở dưới, ở trái, ở phải đều làm được. Đó là cách thao tác cơ bản. À, nắm kéo thả, khi bạn nắm ngay góc ngành hoàng kéo lên thì nó sẽ tỷ lệ nó sẽ giữ nguyên, còn nếu bạn thu nhỏ này lại thì nó sẽ giống như nó crop lại, nó cắt lại tấm ảnh luôn nha. Đó là cách mà chúng ta điều chỉnh. Thôi, trên cái mục này thì nó có một cái bảng thông số như thế này, cái bảng cách tab mà chúng ta có thể thực hiện hình ảnh. Đầu tiên là effect ha, filter, adjust, crop, mình nói cái dễ trước. Đầu tiên là cái crop ha. Crop đơn giản là các bạn cắt tấm hình của mình nhỏ lại. Thì bây giờ ví dụ mình muốn cắt nó chỉ là cái hình con mắt thôi, nắm kéo thả lại. Rồi sau khi xong các bạn bấm done là nó sẽ cắt lại chỉ lấy hình con mắt thôi. Đó là crop nha. Đó là crop. À, tiếp theo là cái thao tác là flip á. Flip nó gọi là lật hình. Các bạn bấm vào đây chúng ta flip lật hình á. Chúng ta sẽ lật hình theo chiều ngang nè. Đó, nó sẽ lật qua trái qua phải. Còn mà flip vertical thì nó sẽ lọt theo chiều dọc, là trên lọt xuống đây đó. Ok, rồi cái nút hình chữ Y này á, nó sẽ hiển thị cho chúng ta tên của cái ảnh này, nó gọi là water butter, cái gì cái đại loại là cái chai đựng nước đó. Mình đọc tiếng Anh dở quá nên là không có dám đọc ha, các bạn thông cảm. Rồi đó là những cái thao tác mà chúng ta cơ bản ha. Bây giờ chúng ta tới một số các thao tác thần thánh khác ha. Bây giờ ví dụ mình tìm, mình có một tấm ảnh này, mình muốn set cái tấm ảnh này làm là background của cái thiết kế luôn, thì các bạn chỉ việc bấm phải chuột mà chúng ta bấm là set as background thì nó sẽ tràn khung luôn, nó sẽ làm background luôn ha. Còn các bạn không muốn thì các bạn bấm hủy, các bạn bấm delete ha, bấm phải chuột mà chúng ta bấm delete ha, thì nó sẽ ra. Rồi một thao tác mà có thể là các bạn đều hay sử dụng, đó chính là chúng ta là xóa nền ảnh ha. Ở đây thì để tiện thì mình sẽ đặt cái nền ảnh cho chúng ta là màu này đi. Bây giờ mình muốn xóa cái nền ảnh, này mình đặt cho nó cái màu đây này, rồi xóa cái nền xám xám này. Thì chúng ta có tab effect, rồi tab effect thì chúng ta có background remove nè, các bạn bấm vào. Lưu ý gói pro mới được sử dụng tính năng này ha. Chúng ta bấm, mình đã có một cái video hướng dẫn xóa nền rất là chi tiết rồi, các bạn có thể tìm lại trên kênh của mình ha. Thời gian xử lý thì tùy thuộc vào cái độ phức tạp của tấm ảnh ha. Thì chúng ta đợi một tí. Rồi các bạn thấy Canva nó đã xóa cái nền xám thành công. Rồi các bạn thấy chúng ta đã có một tấm ảnh nó được xóa nền mà chúng ta dễ dàng phù hợp làm tận dụng cho mọi thiết kế của mình. Chẳng hạn đây, đó là nó xóa nền rồi nha. Rồi như vậy thì còn một số hiệu ứng khác thì như thế nào? Các bạn bấm, chúng ta chèn vào tấm ảnh và effect này, chúng ta có rất là nhiều hiệu ứng. Photo Venice nè, bạn bấm vô thì nó giống như là tạo hiệu ứng màu sắc cho tấm ảnh đó. Kiểu như vậy, giống như trên Instagram chúng ta có một số gì chúng ta làm màu sunray, nó sẽ chuyển qua màu tông màu này như thế này đó. Rồi chúng ta có một cái cần nói, đó chính là tạo cái viền, cái độ bóng cho hình ảnh ha. Tại đây các bạn thấy shadow rồi, chúng ta bấm vào siêu ha. Nó có rất là nhiều kiểu độ bóng ha. Đầu tiên là độ bóng tạo bóng, tạo viền bình thường. Các bạn thấy bấm vào đây thì chúng ta có thể chọn màu sắc này, hay là chọn màu này đi. Chọn màu đỏ cho nó nổi đi. Tiếp theo là chúng ta chọn kích thước nè, size này, đó nó lớn lên nè. Rồi chúng ta chọn cái độ trong suốt của cái viền, chúng ta chỉnh vào 100% thì nó là có cái độ đậm là 100% luôn. Này blur nó sẽ làm nhòe đi cái viền của chúng ta. Cái này là màu sắc rồi
Ok, đó là cái kiểu glow. Bây giờ drop thì nó như thế nào? Drop thì chúng ta nó sẽ có cái hướng đổ bóng ha. Nó sẽ có đầu tiên là chúng ta có đổ về button right, thì nó bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái bóng ha. Offset cho nó to lên một tí. Angle cái góc nè, nó cái góc nè. Blur là độ mờ thì mà mình nói lại ha, transparent ha. Rồi bây giờ chúng ta nó đang ở bottom right, tức là ở dưới và bên phải. Bây giờ mình sẽ đổ ở dưới không thôi. Đó. Hoặc là bên này chúng ta đổ qua trái thì nó sẽ như thế này. Rồi chúng ta chọn cái offset chúng ta tùy chúng ta di chuyển thôi ha, góc nè. Góc chúng ta có xuyên hay không. Đó. Bây giờ các bạn muốn mà ở trên mà bên phải thì đây. Rồi ở trên mà bên pha bên trái thì nó sẽ như thế này. Nó tùy thuộc vào chúng ta. Ha, chúng ta tùy chỉnh cái độ bóng này. Đó. Góc. Rồi có rất là nhiều kiểu đổ bóng này, các bạn có thể tham khảo thêm ha. Như đổ bóng cong nào, đổ bóng ở dưới này, chúng ta bắt drop thì nó sẽ như thế này, nó tạo hiệu ứng nó như thế này. Kéo qua đây. Chúng ta có vertical angle này, chúng ta có góc đổ nè, nó có góc đổ trên xuống nè. Chúng ta có horizon nè, nó horizon chúng ta bên trái hoặc là bên phải đây, đó là tùy mình ha. Transparent ha, blur đây, màu sắc nó như ở trên thôi. Làm xong chúng ta bấm play thì nó sẽ có đổ bóng, các bạn thấy nó khá là đơn giản. Rồi chúng ta có một số cái hiệu ứng nó như thế này, liquid kiểu như liquid free đi, nó kiểu mình cũng sorry mình cũng không có rõ tên nó là gì, nhưng mà các bạn có thể một cách là bấm vào để chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp với mình ha. Rồi spin chẳng hạn, ví dụ nó làm cái nhà đây đó, đó. Tiếp theo chúng ta có cái hiệu ứng slide, hiệu ứng cắt này, chúng ta thấy tấm hình nó sẽ cắt răng cưa như thế này, mình giới thiệu thôi ha. Rồi các bạn có thể tìm hiểu thêm vào những sự hiệu ứng này. Đa phần những hiệu ứng này thì phải phiên bản Pro mới dùng được. Tiếp theo là frame. Frame giống như là nó tạo một cái khung vậy. Bây giờ mình gắn một tấm khung vào trong tấm hình này thì nó sẽ có một cái khung và nó nhét cái tấm ảnh của chúng ta vào trong cái khung điện thoại ha. Đấy. Nha. Chúng hồi nó sẽ nhét vào một cái tablet chẳng hạn. Rồi ở dưới này thì nó sẽ có một số cái hiệu ứng khác như là Dual Tone, Style Transfer, Bass TV, Clip Strength các kiểu. Bây giờ mình sẽ làm cái Color Mix thử. Mình bấm Connect thì nó bắt đầu là mình mới sử dụng được cái hiệu ứng này. Đó, trên này thì các bạn sẽ thấy nó có một cái thêm gọi là Color Mix. Chúng ta mix vào Rainbow là một cầu vòng nè. Đấy, chúng ta bấm vào cầu vòng. Các bạn thấy nó sẽ thay đổi theo. Màu cầu vòng đây, đó. Dual Tone cũng vậy, các bạn bấm Connect thì chúng ta mới sử dụng được. Lưu ý là cái hiệu ứng này nó chỉ có trên máy tính thôi nha, trên phiên bản trên điện thoại thì hầu như là nó không có hỗ trợ. Mình bấm effect lại ha, chúng ta coi thử cái Dual Tone nó làm cái gì nào. Này Dual Tone chúng ta bấm CO ha, chúng ta thấy đây, chờ Canva nó load xíu ha. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta có thể bấm vào đây để điều chỉnh. Chúng ta có hai màu là loại nó chia ra hai tông màu. Đó, màu xanh này, mình chọn cái màu xám, màu đen đi. Ở trên màu hồng này thì mình đổi thành màu xanh, các bạn thấy nó là hiệu ứng Dual Tone. Thì cái này thì mình sẽ làm một cái video sau ha. Cái này thì hơi lười cho nên là không có làm được. Chúng ta có thể lựa chọn cái độ bóng ở đây, rồi cái mức này, đây mức giảm cái độ này, Instrument Scenery gì đó, rồi chúng ta bấm lại. Rồi đó là về hiệu ứng ha. Có khá nhiều hiệu ứng. Rồi chúng ta tiếp mục tới một filter thì giống như Instagram, nó sẽ áp một cái bộ lọc màu lên. Chúng ta có Edit nè, Final Summer màu sắc, cái này thì nó làm nhanh hơn, nó đổi màu. Ví dụ chúng ta muốn có màu retro, chỉnh lại chút xíu đây. Đó, thì chúng ta có một cái màu hồi cổ rồi. Đó. Một drama là màu gì, màu phim truyền hình chắc vậy. Chúng ta kéo lên tùy ha, tùy nhu cầu. Khi mà chúng ta có cái cách điều chỉnh phù hợp thì nó sẽ ra một cái tấm ảnh rất là đẹp. Tùy theo thiết kế của chúng ta ha, mình giới thiệu thôi. Rồi đó là về cái filter, còn adjust thì như thế nào đây. Ở adjust thì nó giống như chỉnh một số thông số cơ bản, ví dụ chúng ta chỉnh nó sáng tối nè, độ sáng tối nè, độ contrast này ha. Này contrast nó là nãy nó là cái gì quên rồi ha. Độ tương phản ha, này là saturation là độ bão hòa. Tie chúng ta có thể đổi màu ha, từ qua đây chuyển qua xanh, hồng, trắng như đó cho tấm hình nha. Blur là chúng ta có thể làm nhòa đi cái tấm hình ha, rất là, nếu mà các bạn biết cách sử dụng cái này thì nó sẽ rất là hay nha, cái hiệu ứng này ha. If Reset thì nó chỉnh cái gì đó trong này ha.
William West cái kiểu giống như là nó focus lại, nó đen bốn góc lại à, nó chỉnh cho chúng ta đen bốn cái góc lại đó. Rồi đó là những cái thao tác về hình ảnh chúng ta dùng, cái này hơi dài ha. Rồi ngoài ra chúng ta hình ảnh thì chúng ta có một số cái như là box position thì chúng ta có thể canh trái phải, cái này thì dễ rồi, cái này mình không nói ha. Middle rồi chúng ta có thể chọn độ trong suốt của tấm ảnh ở đây ha. Rồi, rồi cái cuối cùng đó chính là cái anime này ha. Tại hưởng động cho hình ảnh ví dụ chúng ta có này bấm vào đây thì nó sẽ chỉ như thế này, phát như thế này. Cái này thì các bạn có thể dùng khi làm video hoặc là dùng làm ảnh động ha. Có khá là nhiều và đa phần những cái hướng này ở trên thì nó là miễn phí nhưng mà ở dưới thì nó tốn tiền, ví dụ bóp là chúng ta phải dùng bóng pro mới dùng được strapbox ha. Rồi như vậy thì tóm lại thì trong video này chúng ta chỉ có vài điều cần lưu ý thôi. Đầu tiên là cách tìm hình ảnh ha, nếu mà tìm tiếng Anh không ra thì tìm tiếng Việt, tìm tiếng Việt không ra thì tìm tiếng Anh, tự động chủ động xíu ha. Cách tiếp theo đó là chúng ta có một số cái điều chỉnh ở trên này, các bạn chịu khó ấm vào và bọc từng cái thì nó sẽ ra, chúng ta sẽ nhớ thôi, khá là đơn giản ha. Đó, khi mà chúng ta biết cách làm thì cái thiết kế chúng ta nó sẽ hài hòa hơn cho mà nó dễ đẹp, nó bám sát theo cái chủ đề mà chúng ta muốn thể hiện trên cái thiết kế của mình ha. Và một cái quan trọng là với những cái hình này thì chúng ta dùng thì chúng ta không lo bị đánh dấu bản quyền ha. Với Canva thì chúng ta những hình ảnh này chúng ta được dùng miễn phí và không bị lo kiện bản quyền tại vì Canva họ mua rồi nha. Còn đối với mà những cái thiết kế mà pro á, thì nếu mà các bạn dùng bản miễn phí á thì các bạn mua thì phải tốn tới một đô một tấm, cho nên là chúng ta cố gắng dùng bản pro thì chúng ta có thể dùng hình ảnh nhiều hơn. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có thể vào upload ha, chúng ta có thể upload ảnh của chúng ta lên để chúng ta sử dụng ha. Upload media lên, chúng ta chọn device, chúng ta chọn từ, chúng ta có thể chọn ảnh từ Facebook nè, Bright, Instagram, Roblox, hoặc ở đây mình chọn từ máy tính của mình lên, chúng ta upload lên ha. Là chúng ta có một tấm ảnh rồi chúng ta có thể sử dụng ha. Lưu ý những ảnh mà chúng ta upload lên thì coi chừng chúng ta bị kiện nếu mà chúng ta không có bản quyền nha. Chúng ta nên lưu ý cái điều đó nha. Rồi như vậy thì cái video này khá là dài so với cái vấn đề cơ bản rồi. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng với cái video này các bạn sẽ dễ dàng điều chỉnh hình ảnh trên Canva hơn. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thích vui lòng cho mình một like, một share để ủng hộ tinh thần. Mình nhớ đăng ký kênh của mình ha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.